Sói già phố Wall chắc chắn là bộ phim điên rồ nhất mà Martin Scorsese từng làm. Nó được làm dựa trên câu chuyện của Jordan Belfort, một nhà môi giới chứng khoán đầy chiêu trò. Ông này đã biển thủ hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư, dùng số tiền đấy để dành cho cuộc sống ăn chơi trác táng, những thú vui mà chẳng ai có thể nghĩ ra được. Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Nhìn cái thằng giàu nhất Gotham mà xem. Nhưng mà khác với việc có một ông bố bị bắn sau khi rời nhà hát và để lại khối tài sản kếch xù, Jordan tự đi lên bằng chính khả năng của bản thân. Mặc dù cách kiếm tiền thì hơi bẩn một tí. Vào năm 1989, Jordan thành lập một công ty môi giới cực kỳ thành công tên là Stratton Oakmont. Công ty này tuyển hàng trăm nhân viên để làm đúng một chuyện. Họ sẽ mua những cổ phiếu có giá trị cực thấp, ví dụ như là $1, rồi dùng khả năng bán hàng của mình để bán cho các nhà đầu tư gà mờ với cái giá cao hơn hàng chục lần. Kèm lời hứa là tin em đi, kiểu gì cũng tăng giá. Trò lừa đảo này của Jordan kéo dài nhiều năm, lời hàng trăm triệu đô mà thứ duy nhất tiêu tốn là nước bọt. Tất nhiên là đi đêm lắm có ngày gặp Annabelle. Công ty của Jordan thì cũng bị FBI sờ gáy, đi tù một loạt. Nhưng mà ai quan tâm đến kinh doanh thì mới để ý đến cái đó thôi. Còn thứ làm cho cả thế giới trầm trồ đấy là lối sống sa đọa, chơi thuốc còn nhiều hơn bệnh nhân hóa trị. Phụ nữ thì vây quanh như vua chúa. Đấy là trong phim thì là thế. Nhưng mà liệu nó có thật hay chỉ là sự phóng đại lên để hấp dẫn người xem của Hollywood? Giờ thì chúng ta hãy cùng bóc tách bắp ngô, tìm hiểu thật giả trong bộ phim Sói già phố Wall. Đầu tiên thì tìm hiểu bối cảnh của phim trước đi. Phố Wall là một con phố ở New York, được xem là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, là nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức kinh tế hàng đầu. Đây chính là Hollywood của ngành kinh tế. Mỗi tội là nhân viên ở đây giao tiếp hơi bị Hollywood quá. Jordan Belfort bắt đầu sự nghiệp ở phố Wall ở một thời điểm không thể nào đỏ hơn. Ông này sau khi tốt nghiệp bài thi đầu vào cho nhân viên làm kinh tế ở Mỹ tên là Series 7 thì bắt đầu làm việc ở công ty Rothschild. Đúng ngày đầu tiên đi làm là ngày thứ hai đen tối của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán vào ngày hôm đấy sụt giảm 500 điểm, nến đỏ trên bảng điện còn nhiều hơn cả giờ trái đất. Thiệt hại tính trên toàn thế giới là tầm 1,71 nghìn tỷ đô. Thời điểm đó mọi người còn sợ hãi cuộc đại suy thoái sẽ diễn ra lần nữa. Chính đạo khó khăn, thôi thì đành phải dấn thân vào con đường cấu kết gian dương đại đạo. Thay vì khuyên khách hàng đầu tư đúng đắn để cả hai bên đều có tiền, thì thôi, đành để mình có tiền thôi vậy. Sau khi Jordan Belfort nghỉ việc ở LF Rothschild vì bị sa thải, ông này đến một công ty đầu tư nhỏ lẻ, chỉ dám bán những cổ phiếu có giá trị thấp cho người thu nhập trung bình. Thế nhưng công ty này lại có một dạng cơ chế mà khiến cho Jordan bước chân lên con đường siêu tư bản. Đấy là người môi giới chứng khoán sẽ được nhận 50% hoa hồng nếu giao dịch thành công, bằng kỹ năng được chui rèn ở phố Wall. Jordan dễ dàng thuyết phục được những kẻ cả tin đầu tư cả đống tiền cho những cổ phiếu vô giá trị, và tất nhiên là ăn đẫm 50% tiền hoa hồng. Sau một thời gian làm ăn tích lũy, Jordan tự mở công ty môi giới năm 1989. Phương châm kinh doanh thì vẫn như cũ, lấy tiền người ngu chia cho mình. Jordan tự tay đào tạo nhân viên một chiến lược bán hàng cụ thể để có thể đạt được cái phương châm kinh doanh kia. Hiểu đơn giản là như thế này: ban đầu thì mời những khách hàng mới với cổ phiếu của các thương hiệu thành công, các công ty nổi tiếng sẵn rồi. Cổ phiếu của những chỗ này thì an toàn, chênh lệch không nhiều, dễ ăn nhưng mà ăn ít. Mục đích là để những khách hàng này tin tưởng là họ có uy tín thật, đầu tư ra tiền thật. Dần rồi công ty mới mời họ đầu tư vào những cổ phiếu nhỏ với mức rủi ro cực cao. Cổ phiếu mà tăng giá thì bạn ăn rất đậm, còn mất thì là mất trắng thôi, chẳng ai kiện được họ. Từ niềm tin và máu cờ bạc, các khách hàng đâm đầu vào các phi vụ đấy. Nhờ thế mà một đám người làm ở gara ô tô đã phát triển thành một trong những công ty đầu tư lớn nhất cả nước, có trụ sở văn phòng ở phố Wall. Và cứ mỗi buổi sáng làm việc, Jordan sẽ đứng lên phát biểu hoành tráng trước công ty, khơi gợi quyết tâm và lòng tham để nhân viên làm việc 200% công suất. Mấy công ty đa cấp thì cũng có một dạng như này thôi. Đấy là tóm gọn về mặt kinh doanh của Jordan. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề về tài chính, kinh tế thì có thể ghé ngay qua Lóng, nơi mà chúng tôi làm các vấn đề trên đơn giản đến nỗi đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu, cụ già 80 tuổi cũng tự tin cầm tiền đi đầu tư. Nhưng mà bị lừa như ở trên hay không thì nên cẩn thận. Chúng tôi sẽ lên video đều đặn vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, nên là các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để ghé xem. Còn bây giờ quay lại với video. Bây giờ thì ta sẽ đến phần mà ai cũng quan tâm. Đấy là những trò điên rồ mà ông này làm trong phim có thật hay không, như là cách ông này chơi thuốc an thần nhiều hơn cả bệnh nhân trầm cảm chẳng hạn. Con số chính xác thì khó xác minh được là thật hay không. Nói chung là những gì tôi tìm hiểu được thì có thể xác nhận là có câu chuyện như thế hoặc gần giống như thế thôi. Còn việc chính xác 100% thì tôi cũng không biết. Quay lại về việc phê pha, câu chuyện Jordan chơi thuốc quá nhiều không phải là giả. Ví dụ như cảnh ông này suýt thì làm rơi trực thăng ở bãi cỏ là thật. Nguyên nhân cũng là do đang high quá đà và do Jordan cũng không biết lái trực thăng. Hai cảnh ông này cố gắng lái xe trên đường khi cơ thể gần như tê liệt là có thật. Khác mỗi cái xe được lái là Mercedes chứ không phải là Lamborghini thôi. Trong cuốn sách Sói già phố Wall, tay buôn thuốc tên là Todd Garrett, ở phim thì đổi tên là Brad. Tên này đã làm giàu với 10.000 viên thuốc được bán cho Jordan trong suốt thời gian ông này làm môi giới chứng khoán. Số thuốc đấy Jordan có tính làm thưởng KPI cho nhân viên hay không thì không rõ. Cơ mà cả cái công ty của ông này thì chẳng khác gì một môi trường sinh thái tự nhiên của loài nghiện. Đủ các thứ trò điên rồ được bày ra, thuê gái bán hoa về để hành sự giữa công ty, trả 10k để cạo đầu nhân viên nữ. Một số trò trong đó chỉ là Hollywood bày ra thôi. Jordan và đồng bọn chưa bao giờ mang khỉ hay bất cứ con gì vào văn phòng hết. Cũng chưa có người lùn nào bị dùng làm phi tiêu để ném cả. Chắc là họ có nghĩ tới thôi, nhưng mà chưa dám làm. Một điều thú vị nữa đấy là thực tế chẳng có ai gọi Jordan Belfort là sói già phố Wall hết. Cái tên này chỉ xuất hiện khi Jordan tự viết chuyện thôi. Chính Danny Porrush cũng đã xác nhận điều này. Danny Porrush thì là nhà đồng sáng lập công ty Stratton Oakmont cùng với Jordan Belfort.
Trong phim thì chính là vai do Jonah Hill thủ vai, nhưng tên thì phải đổi thành Danny Azoff. Vì Danny dọa kiện vì không thích bị nhắc đến như là một tay kiếm tiền lừa đảo. Cách mà Danny gặp Jordan cũng không giống với thực tế. Trong phim thì hai người gặp nhau ở một quán ăn và Danny yêu cầu xem phiếu lương 72k đô của Jordan rồi lập tức nghỉ việc để đi làm môi giới. Ngoài đời thì vợ của Danny là Nancy đã giới thiệu cả hai với nhau. Cái fact ở đây là Nancy thực sự là em họ của Danny. Chắc là không phải là anh em họ hai đời đâu. Cơ mà Danny thì cũng có khẩu vị lạ thật. Bạn nhớ cảnh anh này nuốt con cá vàng không vì nhân viên chạch mảng không? Cảnh này là thật đấy. Chuyển qua một nhân vật khác là vợ thứ hai của Jordan, Naomi Belfort. Tên thật của cô này là Nadine. Còn xuất thân của cô thì được xây dựng không khác lắm so với thực tế. Một người mẫu của hãng bia Miller Lite. Mặc dù thời gian cô này xuất hiện trong quảng cáo còn ít hơn cả con chó, nhưng mà không sao, thành công của một người phụ nữ đôi khi là lấy đúng người. Nadine cưới Jordan thì gần như có được mọi thứ mà cô này muốn, miễn là nó mua được bằng tiền. Du thuyền 5M từng thuộc sở hữu của Coco Chanel có ngay. Mặc dù sau này Jordan dùng chiếc thuyền này vượt bão ở Địa Trung Hải, cuối cùng chiếc tàu cũng bị sóng đánh chìm. Jordan thì được cảnh sát biển Ý giải cứu. Và bạn biết gì không? Jordan thực sự đã chăm giải cứu túi thuốc an thần của ông ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Chiếc máy bay cá nhân bị một con mòng biển mắc vào động cơ nên phát nổ. Cái này cũng là thật luôn. Chỉ là nó phát nổ vài ngày sau khi tàu chìm chứ không phải là ngay sau đó. Một điều nữa cũng là thật. Đấy chính là nhân vật Beau Dyett, viên điều tra tư nhân của Jordan. Beau Dyett đã tự vào vai chính mình và anh này cũng thực sự làm cho Jordan Belfort luôn. Một trong những điều mà Beau Dyett làm trong phim là cố gắng ngăn Jordan hối lộ FBI. Nhưng mà Jordan hối lộ FBI thật, ý là hối lộ thật trong phim thôi. Còn ngoài đời thì có ai ngu đến mức hối lộ nhân viên FBI đang điều tra vụ mình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Jordan sau đó bị bắt tại nhà riêng, chứ không phải là bị bắt trong buổi quảng cáo như trên phim. Ông này bị buộc tội rửa tiền và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Lý do Jordan bị FBI điều tra, đấy là do bị các khách hàng tố cáo hoạt động kinh doanh của Stratton Oakmont cũng như hoạt động kinh doanh của Steve Madden. Steve Madden là nhà thiết kế giày nữ, cũng là bạn thủa thơ ấu của Danny luôn. Năm 1993, Stratton Oakmont đưa công ty giày của Steve lên sàn với cổ đông là 3 người: Steve, Jordan và Danny. Giá cổ phiếu của công ty này được đẩy lên mức cực kỳ cao, đem về số tiền khủng khiếp cho họ trong thời gian ngắn ngủi. Để che giấu số tiền bẩn này, Jordan tìm cách lén chuyển tiền đến ngân hàng Thụy Sĩ rồi gửi dưới danh nghĩa của bà dì của vợ và giải thích với bà dì là làm thế để trốn thuế. Jordan đã tìm đến Todd, tay buôn thuốc lậu này có vợ là người Thụy Sĩ. Ông ta thuyết phục gia đình Todd giấu tiền trong hành lý để chuyển tiền hộ sang bên đó. Bạn bè hết mình là thế. Vậy mà để giảm án tù, Jordan đã đồng ý đeo dây nghe lén để tố cáo bạn bè và đồng nghiệp. Đến năm 2004, Belfort bị kết tội đi tù 4 năm, mặc dù là đã biển thủ hàng triệu đô la. Đã thế ông ta đi tù thì chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng. Khuôn viên thì đủ các thể loại thể thao, cuối tuần thì tổ chức hòa nhạc. Mà thực tế thì Belfort cũng chỉ thụ án 22 tháng rồi được thả ra. Bạn tù của Belfort là Tommy Chong. Chính Tommy đã thuyết phục Belfort viết câu chuyện cuộc đời mình vào cuốn sách The Wolf of Wall Street. Belfort đến bây giờ vẫn còn phải vật lộn để trả 110 triệu đô cho những người mà anh đã từng lừa. Thế thì Belfort đến bây giờ đang làm cái gì? Hiện tại ông này tổ chức các cuộc hội thảo trên thế giới để dạy các kỹ thuật bán hàng. Và nếu bạn chưa biết thì ở cuối phim, Jordan Belfort thật đã mời Jordan Belfort giả lên sân khấu để thuyết trình. Và trên đây là toàn bộ thông tin mà tôi thu thập được để thấy được tính chân thực của bộ phim Sói Già Phố Wall. Nhìn chung là những gì tôi nghĩ là thật thì nó không thật lắm. Có những cái tôi nghĩ chắc chắn là giả thì hóa ra lại là thật. Còn bây giờ thì tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.